À, dạ cả nhà ơi, chú Bảy tới nè cô chú anh chị. À, chú Bảy cũng tới tò luôn rồi. Chú Bảy tới làm gì ta? Cả nhà ơi, chú Bảy làm nhà chuyện luôn. Xin chào chú Bảy. À. Chú Bảy đi chiếc Dream tới rồi cả nhà. Đó. Dạ. Chú Bảy lên sao vậy? Là bình thường là ok rồi chú Bảy, ok chị chồng mẹ con phải chọn đồ ok, bữa nay là tống cổ chứ ok gì nữa. Đó. Rồi theo như chú là hôm nay sao chú? Hôm nay bữa nay là cộng số không thù rồi là cuối kết thúc chương trình là cuối năm là tống cổ là đi đó phải không? Kết thúc chương trình này đó không chứ có phải không? Hồi nãy là chị Hồng Loan và cùng chị Ni đã đến đây và làm việc đến rồi, có xe của cô Sáu đang đứng rồi. Quỷ đây đây hả? Đó bộ bả quỷ hả? Ta quỷ ma ta người mà chà ma quỷ mẹ ơi. Quỷ hả? Chú có biện pháp gì trừ không? Tao đem hai con ngỗng đó thì mai chị quỷ bình yên hạ đó, ta đem hai con ngỗng lên là bây giờ là hai ngày sau là bây giờ chưa gặp đó. Hai con ngỗng đó làm gì chú? Ta đem lên bữa, ta đem lên để mai chị quỷ bình yên hạ. À cái đó là bình yên hạ đó hả? Giờ đem lên là hai ngày sau thì chú Linh là anh nhìn chú Bảy đó, nhìn chú Bảy như da cắt lượng người ta đúng không? Da cắt lượng da tới giờ chưa thằng hả? Chú Bảy là lát con ghé nhà chú Bảy chơi được không? Trời ơi thôi ở con có lắm. Còn hai con ngỗng đó đâu rồi chú? Ở nhà rồi giờ chú lát chú đem lên nữa hả? Ngỗng nó ăn gì chú? Ngỗng nó ăn tép à? Không, ăn chay. Nó ăn chay hả? Chú Bảy đem hai ngỗng lên là bình thiên hạ là của chú anh chị. Thầy ma chị quỷ bình thiên hạ. Thầy ma chị quỷ đem lên đó là hai ngày sao mới được gặp điện. Rồi có chị được trừ được yêu tinh không? Cái ngỗng đâu? Đâu ngỗng đâu? Wow, hai con ngỗng, có hai con đực luôn hả chú? Trời ơi, hai ngỗng là uống nước vậy đó hả? Dạ luôn. Dạ đất ơi. Đực cả cái chú. Hai con đực. Đực một cái không chú? Hai con đực. Hai con đực luôn. Chú Bảy nói là hôm nay là sẽ mấy ngày không? Bữa nay dốc đâu? Lát nữa chú Bảy lại coi dọn đồ không? Có chứ. Có ha. Chào bệnh mà. Mình đem cờ đem ngỗng lên nha chú. Có rồi. Có đem cờ không? Rồi đem. Mày làm được có hiệu nghiệp rồi. Dạ. Thì sao mày dắt cái mặt lên đây? Trời. Dắt cái mặt lên nó thưa gửi vậy. Lên đây là bữa nay là cộng số không thù rồi. Bây giờ mới lo mà nó mày làm một cái đơn thôi là ngại chết ngắt liền. Vậy hả? Mấy đơn nó có quyền. Cái lo nó có quyền nha. Chứ anh còn ở trong đó chú Bảy. Ai biết anh còn trong không? Bây giờ còn đang ở trong kìa. Cái lo anh chọn ngay nữa. Cái lo anh về. Anh lo về rồi. Ở lần vậy đi qua đi coi. Xe này chú mua nhiêu tiền chú? Xe của nhóc cha, nhóc chú. Siêu xe nha. Xe đẹp. Đấy chú ba bên cái lo này chú ông à. Cái lo là tên là chú đặt. À. Thì chú nó qua gặp nó là cho đổi nó thực tế không? Rồi chú. Có gì chú bá tin vui cho mấy đứa. Ủng hộ không lo không chú? Chú. 101 101 luôn hả? Đúng rồi. Rồi. Anh chú may mắn nha. Rồi cảm ơn chú. Chú Bảy như da cắt lượng cô chú anh chị. Đi nhận xếp như thằng nha. À, ta thường hay nói câu là trời sinh du sau trời sinh lượng sau còn sinh du. Đó là có bác quan rất là có chuyện. Anh luật sư Trọng Ân về cả nhà. Thì nãy giờ Hồng Loan và anh Nguyên trợ lý về trước, bây giờ anh Trọng Ân anh cũng tập rác về sau ha. Nãy thì còn gia đình ở bên Phe Đối Lập thì chưa thấy ra cả nhà. Đó, cái xe mà mở cửa sẵn này là đang đợi phe độc sở hữu ra nha cả nhà. Đó thì chú Bảy cũng có chia sẻ ha cả nhà. Bây giờ thì tụi em đang đứng ở trước tòa để đợi gãy ra ha. Lâu quá trời luôn rồi. Hồng Loan chị Ni thì cười rất là tươi, về rất là lâu rồi. Còn người ấy thì chưa thấy ra cả nhà ơi. Xíu ngoại cảnh cả nhà xem ha, đợi người ấy ra ha cho chú anh chị.
Phải nói là hôm nay tới đây được thấy chị Ni Hồng Loan báo một cái tin vui thì rất là vui luôn. Ở bên đây mọi người về hết rồi, anh luật sư Trọng Ân cũng về rồi mà sao người ấy đợi hoài luôn không thấy cả nhà. Dạ thì cô chú anh chị ơi, hiện tại thì em đã có mặt tại số 5 Đoàn Thị Điểm ha, số 1 Hồng Loan rồi cả nhà. Thì hồi nãy ở tòa thì đợi cũng khá là lâu luôn, nhưng mà không có thấy là ở bên kia họ ra, đợi rất là lâu luôn không thấy ra, là thôi tụi em quay xe về số 5 Đoàn Địa Điểm ở đây để tiếp tục cập nhật thông tin mới, chia sẻ với cô chú anh chị mình. Em cũng không hiểu sao mà Hồng Loan, chị Ni về hết trơn rồi thì bên kia thì châu hoài không thấy cả nhà. Đây vẫn cái khung cảnh quen thuộc ha, trời khá là nắng mà bên trong thì anh Chánh Khoa và đây là cô Bánh Ướt ha, vẫn như mọi ngày thôi cả nhà. Tháng này thì cũng tới hơi trễ cho nên là cũng chung là giờ này khá là nắng luôn. Cô Bánh Ướt thì cổ đang chuẩn bị để dọn hàng đó. Thì tự nhiên cái thấy Hồng Loan chia sẻ một cái những cái hình ảnh khá là dễ thương của Hồng Loan cùng với chị Hồng Ni ở tại tòa nè cả nhà, dễ thương lắm luôn. Đây cả nhà nhìn nè, đã cách đây 33 phút ha, đây là những cái hình ảnh nè, cực kỳ dễ thương luôn. Đây nè, dễ thương hết sức, quá trời quá đất rồi. Cưng cả nhà, em sẽ đọc chút xíu ta tốt cho cả nhà mình cùng nghe ha. Em đây dạy giá rồi sao chị, xa em được chưa, một lần chị để em một mình. Nina Nasi Nguyễn, chị luôn bên em, mỗi phút mỗi giây chị luôn che chở cho em. Thương ghê không cả nhà, hình ảnh khá là dễ thương luôn. Để coi, có 3.858 bình luận và lượt tim và 274 bình luận, 7 lượt chia sẻ ha. Để em đọc xem. Chị Ba bình tĩnh này cả nhà, tôi biết hai cô đang ở đâu nha. Thì khán giả lại nói là đi tìm lẽ phải đó. Khán giả khác thì nói là thương bình tĩnh quá, âm thầm bảo vệ mớm. Thấy cưng quá cả nhà, rất là nhiều nè, rất nhiều bình luận của cô chú ha. Chị Lộc Vườn Cây chị nói là trời, hai đứa lên tòa hay đi hội chợ Tết mà vui vậy đó. Thì cả nhà cũng hiểu là tại sao mà vui ha, một cái tin vui khá là vui, cực kỳ vui luôn của chú anh chị mình ơi. Một cái ngày mà ai cũng trông chờ hết, ai cũng trông chờ tại số 5 Đoàn Thị Điểm ha, cái ngày khá là quan trọng luôn. Rất là nhiều bình luận nè, chúc mừng cả nhà, chúc mừng Hồng Loan, chúc mừng chị Ni. Thì lúc nãy thì em có nghe tụi em chạy về đây cũng trễ cả nhà, nghe nói là Hồng Loan và chị Ni cũng có về đây rồi mà không biết là sao mình cũng không tiện qua mình hỏi nữa cả nhà. Thì anh em ở đây đợi có gì sẽ chia sẻ thì cô chú anh chị mình được biết. Chung là trước mắt là chúng ta biết là một cái tin vui là chị Ni nói là ok có dọn đồ không, thì chị Ni gật đầu đó, như đó là đủ vui cả ngày rồi hả cả nhà ha, quá xá là vui luôn.